Các bạn ơi, đây toàn bộ cái thành phẩm của mứt dừa mình vừa làm xong đây. Rất là ngon và màu sắc thì rất là đẹp, và mời các bạn hôm nay sẽ cùng vào bếp với mình để làm cái món mứt dừa này các bạn nha. Để làm cái món mứt dừa này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một trái dừa. Ở đây thì các bạn nên lựa chọn những cái trái dừa dừa non nhá. Dừa bánh tẻ nó vẫn còn mềm như thế này. Đó, khi mà các bạn mua về các bạn thấy nó vẫn mềm, hoặc là các bạn không biết chọn thì các bạn có thể nhờ các cô bán hàng, các cô ấy chọn cho, để mình chọn những quả dừa nó mềm như này, dừa non như này, thì khi mà làm dừa, mứt dừa của chúng ta nó sẽ dẻo dai và ăn nó sẽ bùi. Nếu không các bạn mà dùng dừa già thì ăn nó sẽ rất là cứng. Và khi mà các bạn mua về thì các bạn sẽ nạo bỏ cho mình cái phần vỏ nâu ở phía ngoài này đi nhá. Đó, các bạn nạo sạch cái phần vỏ nâu này đi. Các bạn dùng nạo, các bạn nạo. Khi các bạn đã nạo xong như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng con dao nhá. Sau đó các bạn chia đôi cái quả dừa này ra cho mình. Các bạn chia đôi quả dừa này ra, và các bạn sẽ dùng nạo này, các bạn nạo cho mình nhá. Các bạn nạo cho mình thành cái hình tròn. Thì cái sợi dừa khi mà các bạn nạo ra nó sẽ dài. Đấy, nó sẽ rất là dài như này. Và mứt của chúng ta, và các bạn cho ngay vào cái chậu nước cho mình nhá. Các bạn sẽ cho ngay vào chậu nước như vậy. Cho mình hết một vòng thì cái sợi mứt khi mà các bạn làm xong ấy nó sẽ dài, các bạn có thể đi dài hơn hoặc là như vậy, hoặc là các bạn cũng có thể nạo dừa thành những cái sợi chỉ 1/2 cái trái vòng tròn này thôi cũng được này. Đó, nó sẽ rất là dễ. Đó, các bạn nạo cho mình như vậy cũng được, hoặc là các bạn đi cả vòng tròn. Đấy. Hoặc là các bạn đi cả cái vòng tròn như này. Thì khi mà các bạn, bởi vì nếu như mà các bạn muốn cuốn cái hoa ấy, sau khi mà các bạn làm mứt xong ấy thì các bạn sẽ đi cả một cái vòng tròn như vậy thì mình mới cuốn được. Nhưng mà dài như vậy thì khi mà mình làm mứt, mình xên mứt nó sẽ hơi vất một chút, cho nên là các bạn cứ đi 1/2 cái quả này cho mình. Đó, các bạn nạo cho mình 1/2 như thế này thôi. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình như vậy cho đến hết các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã thái dừa thành những cái sợi dài như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ đi rửa thật là sạch cho mình nhé. Các bạn sẽ xả nước và rửa thật sạch để cho nó ra bớt cái phần dầu. Thì khi mà các bạn ngâm đường nó sẽ ngấm hơn. Khi mà các bạn làm dầu dừa ấy, thì các bạn lại không được rửa. Còn khi mà các bạn làm mứt dừa thì các bạn sẽ phải rửa cho là sạch cho mình cái lớp dầu. Bởi vì dừa này nó rất là nhiều dầu, các bạn rửa sạch đi. Sau khi mà các bạn đã rửa sạch sơ cho mình như này rồi thì các bạn sẽ
chuẩn bị cho mình một cái nồi nước nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nước để chúng ta trần qua dừa nhé. Và các bạn chuẩn bị cho mình một muỗng nước giấm, một cái thìa ăn phở ấy, nước giấm. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần dừa vào, các bạn trần cho mình khoảng 2 phút. Sau đó thì các bạn sẽ vớt ra để ráo nước và chúng ta bắt đầu ngâm dừa. Sôi lên để cho nó ra bớt cái dầu. Bây giờ các bạn sẽ tắt bếp và rửa sạch cho mình. Sau khi mà các bạn đã trần qua, sau đó các bạn rửa sạch đi cho mình bằng nước lạnh ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái sợi dừa của chúng ta nó rất là dẻo, dẻo quánh luôn như thế này này. Đó, rất là dẻo luôn và không hề bị gãy một tí nào cả. Và khi mà các bạn trần qua như vậy thì nó bớt mất cái lớp dừa, dầu đi, thì khi mà các bạn ngâm và xên nó sẽ không bị cháy các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ để tạo màu cho cái dầu dừa này thì mình có dùng hai màu, đó là màu vàng, màu xanh. Màu vàng thì là của hạt dành dành ấy các bạn, còn màu xanh là của lá bột lá nếp hay còn gọi là lá dừa ấy. Thì ở đây mình sẽ đi đun lên đó, và một màu nữa đó là màu trắng. Cái phần dừa này thì ở đây của mình nó là 300 g, cho nên là mình sẽ chia ra 3 phần bằng nhau, mỗi phần là 100 g các bạn nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 80 ml nước cộng với cả 3 g bột dành dành nhé. Khuấy đều lên cái bột dành dành này, hay còn gọi là trái quả dành dành ấy các bạn, nó sẽ lên màu rất là đẹp, màu vàng rất là đẹp luôn. Nó sôi rồi thì các bạn sẽ tắt bếp và lọc lấy cái phần nước cho mình nhé. Lọc để lấy cái phần nước thôi. Đó, đây là cái phần nước của cái bột dành dành. Với 100 g dừa ấy, thì các bạn sẽ dùng cho mình 120 g đường hoặc là 100 g đường. Nó tương đương với 3 muỗng rưỡi các bạn nhé. Ở đây thì mình chia ra thành 3 bát và mình sẽ đổ vào phần này. Các bạn sẽ ngâm khi mà cái nước màu của chúng ta nó còn hơi nóng nóng, ấm ấm như vậy để cho nó ngấm cái đường hơn này và ngấm màu hơn. Đó, các bạn sẽ ngâm cho mình cái gói bột dành dành ấy, mình mua người ta xay sẵn rồi, mình mua luôn như vậy. Và màu tự nhiên thì đẹp hơn rất là nhiều so với màu thực phẩm, mà màu tự nhiên thì lại còn tốt cho sức khỏe nữa. Và các bạn yên tâm là cái bột dành dành đó nó không hề có mùi gì cả, khi mà các bạn ngâm xong sau đó các bạn đem đi các bạn xên thì nó không có cái mùi gì cả, rất là thơm. Các bạn ngâm cho mình và ngâm đường như thế này thì các bạn sẽ ngâm cho mình trong khoảng 6 tiếng nhé. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình như vậy đối với những cái màu còn lại các bạn nhé. Ở đây là đường trắng này, vừa nãy mình cân đó 100 g, nó tương đương với 3 muỗng rưỡi này đó. Các bạn sẽ trộn đều lên. Còn cái phần màu xanh thì mình sẽ đi đun riêng. Đó, dừa khi mà các bạn trần xong nó rất là dẻo, nó
không bị gãy, không bị đứt, và đặc biệt là khi mà các bạn làm bằng dừa non ấy thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Sau khi mà các bạn đã ngâm đường, trộn đường xong hết rồi, các bạn dùng cái màng bọc thực phẩm các bạn gói lại cho mình như vậy và để trong vòng 6 tiếng các bạn nhé. Để vòng 6 tiếng thì cái đường nó sẽ tan, sau đó chúng ta đem đi chúng ta xên. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn ngâm dừa cho mình trong đường được 6 tiếng như thế này thì bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo nhá. Sau đó thì mình sẽ đem đi mình xên mứt. Và để xên mứt được ngon và không bị cháy thì các bạn xên ở lửa vừa cho mình. Đầu tiên thì các bạn sẽ cho cái dừa này vào để chúng ta xên nhá. Các bạn cứ để lửa lớn một chút để cho nó bốc hết hơi nước. Sau khi mà bốc hết hơi nước rồi thì chúng ta bắt đầu xên để cho dừa nó được. Các bạn ơi, khi mà các bạn thấy cái phần mứt dừa của chúng ta nó bắt đầu bốc hết cái phần hơi nước thì lúc này các bạn sẽ cho lửa nhỏ lại cho mình nhé. Các bạn cho lửa nhỏ lại, nếu không là cái đường nó sẽ bị cháy thì cái mứt dừa của chúng ta màu nó sẽ không được đẹp. Cái đường bám phía ngoài nó bị cháy thì nó sẽ không được đẹp. Đó, các bạn cho lửa nhỏ thôi. Và khi các bạn trần qua cái dừa này với một chút dầm ấy thì các bạn sẽ thấy là mứt dừa chúng ta có mùi chua chua rất là ngon. Và nó không còn dầu nữa thì nó loại bớt được rất là nhiều dầu dừa. Thì khi mà các bạn làm mứt xong các bạn sẽ bảo quản được lâu hơn và nó không bị mốc các bạn nhé. Đó, khi mà các bạn cho nó bốc hết hơi nước và các bạn thấy bắt đầu sệt sệt nặng tay thì các bạn cho nhỏ lửa lại để cho cái mứt dừa của chúng ta nó không bị cháy. Khi nó khô cạn hết như thế này rồi thì các bạn sẽ cho nhỏ lửa đi cho mình nhé. Đó, các bạn cho nhỏ lửa và các bạn xên đều tay. Cái thời gian quan trọng nhất là cái thời điểm cuối như thế này các bạn nhé. Các bạn đừng nóng vội mà các bạn cho lửa lớn thì nó sẽ làm cháy cái mứt dừa của chúng ta. Màu sắc nó sẽ không được đẹp, nó sẽ không còn là cái màu trắng đẹp nữa. Đó, các bạn đảo đều hết lên để cho cái phần dừa của chúng ta. Đấy, các bạn quấn cả sang bên kia thành nữa để cho cái phần đường nó lên tuyết. Các bạn lưu ý là các bạn làm lửa nhỏ cho mình. Bây giờ thì mình bắt đầu mình giảm nhiệt độ này xuống 6, ở mức 6. Lửa vừa và nhỏ. Đó, đường bắt đầu quện lại như thế này. Nó bắt đầu rít tay. Các bạn sẽ thấy là bắt đầu rít tay. Các bạn đảo đều lên cho mình. Đó, các bạn sẽ thấy là cái phần tuyết đường nó đang bám ở trên thành của chảo. Các bạn quét đều như thế này. Và các bạn xên cho mình. Các bạn tiếp tục xên cho mình với lửa nhỏ. Các bạn lưu ý là lửa nhỏ nha. Mình luôn luôn nhắc các bạn là phải xên là lửa nhỏ. Nếu không là cái đường nó không còn là màu trắng nữa mà nó sẽ chuyển sang cái màu vàng. Đấy, nó bắt đầu tuyết lên rồi này các bạn này. Đường bắt đầu bám vào thành, bám vào mứt dừa, bám vào cái sợi dừa. Ở đây thì mình làm tỷ lệ 1:1, có nghĩa là một dừa một đường. Nếu như các bạn muốn ăn ngọt hơn thì các bạn có thể dùng cái tỷ lệ 100g dừa. Các bạn cho mình 120g đường. Ở đây thì mình dùng tỷ lệ 1:1. Đó, các bạn thấy nó trắng lên chưa ạ? Lúc này các bạn lại phải cho lửa nhỏ đi, nhỏ hơn cho mình. Đấy, nó rất là khô rồi, đường bám rất là trắng. Đó. Và lúc này thì các bạn sẽ đảo thêm cho mình khoảng 2 đến 3 phút nữa thôi. Tính từ lúc này nhá, các bạn sẽ đảo thêm cho mình 2-3 phút nữa thôi để đường nó bám đều lên trên dừa và dừa được khô hơn. Đó, các bạn thấy tuyết đường chưa ạ? Màu trắng hết, rất là đẹp. Và chỉ cần như thế này thôi là cái lượng đường và dừa nó sẽ quyện với nhau. Các bạn đừng làm nó ngọt quá, ăn ngọt quá mức của chúng ta nó sẽ nhanh ngán. Các bạn cứ làm tỷ lệ 1:1 cho mình như thế này nó rất là đẹp mà lại còn ngon nữa, nó không quá ngọt. Đó, khi các bạn làm xong như thế này, các bạn nhớ là các bạn sau khi mà các bạn thấy nó khô như vậy các bạn đảo cho mình 2 phút thôi.
mứt dừa rất là đẹp, đường rất là đẹp luôn, bám đều trên các cái sợi mứt dừa của chúng ta. Đảo đều để cho đường nó quyện lên trên cái sợi dừa. Đây các bạn ơi, sợi dừa rất là khô, rất là khô, dẻo. Đấy, dẻo quánh luôn, tiết lên rất là đẹp. Đó. Sau khi mà các bạn đảo thêm cho mình được 2 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp nhá. Các bạn tắt bếp và các bạn đổ ra một cái mâm hoặc là một cái tờ giấy báo nào đó nó khô là được. Thì các bạn sẽ rửa chảo sạch nhá, sau đó thì mình sẽ rang đến những cái màu tiếp theo các bạn nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ xên cho mình màu vàng nhá, màu vàng rất là đẹp này. Đó, bây giờ các bạn sẽ đổ. Các bạn đun cả dừa lẫn với cái phần nước này nhá. Và các bạn đun đến khi mà nó bốc hết hơi nước thì chúng ta bắt đầu cho lửa nhỏ lại các bạn nhá. Ban đầu thì các bạn cứ để lửa lớn để cho nó bốc bớt hơi nước thì sẽ tiết kiệm được cái thời gian mà các bạn xên. Cái quan trọng nhất để khi mà xên cái mứt này nó được đẹp ấy thì đó là cái thời điểm cuối cùng, sau khi mà đã bốc hết thực hơi nước, nó chỉ còn lại cái phần đường không ấy, thì các bạn sẽ phải cho lửa nhỏ lại cho mình. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ chờ một lát nhá để cho nó bốc hết cái phần hơi nước. Khi mà các bạn thấy nó bốc bớt cái phần hơi nước rồi thì đến lúc này các bạn cho lửa nhỏ lại cho mình. Đầu tiên khi mà nó vẫn còn nhiều nước như này, nó vẫn còn một chút nước nữa trong cái mứt này thì các bạn cứ để ở 7 cho mình nhé. Khi nó khô bớt một chút nữa thì mình sẽ chuyển sang cái chế độ số 6. Đó, màu vàng rất là đẹp đúng không các bạn? Và khi mà các bạn làm màu vàng từ những cái màu tự nhiên như thế này, đây là từ bột của quả dành dành các bạn nhé. Quả dành dành các bạn có thể mua ở hiệu thuốc bắc, người ta cũng có đấy ạ. Làm nên màu rất là đẹp và mùi không hề bị hóc tí nào cả. Mùi rất là thơm. Khi bắt đầu mà các bạn thấy nặng tay như thế này rồi thì các bạn sẽ giảm lửa xuống một chút cho mình nhé. Cái đoạn công đoạn cuối này nó rất là quan trọng để làm cho cái mứt của chúng ta không những khô mà lại còn màu đẹp, không bị cháy. Đó, cái bước cuối cùng là cái bước quan trọng nhất. Các bạn đừng nóng vội nhá. Làm mứt dừa chúng ta không thể nóng vội được, hay là bất kể loại mứt nào chúng ta cũng không thể nóng được. Các bạn mà vội quá ấy, thì thường là nó sẽ rất dễ bị cháy đường. Đến lúc đó thì mình hỏng cả mẻ mứt luôn. Đó, các bạn sẽ đảo đều cho mình. Đảo sang hai bên ria chảo như thế này để quện hết cái phần đường. Bắt đầu khô chỉ còn lại đường thôi đấy các bạn ạ. Khi mà các bạn thấy nó dính như thế này rồi thì các bạn chuyển xuống chế độ 5 cho mình. Các bạn nhớ là các bạn chỉ xên cho mình ở lửa nhỏ thôi nha, đừng để cho nó bị cháy đường. Đường mà cháy nó sẽ chuyển sang cái màu nâu cánh giá, nó sẽ không làm cái mức của chúng ta, nó không còn được cái màu vàng đẹp nữa. Đó, bây giờ đang là màu vàng rất là đẹp. Đó, phần đường đang quện vào rồi. Quyện sang phía bên kia ngoài cho mình. Nhớ là các bạn cho lửa nhỏ lại nhé. Các bạn cho lửa nhỏ lại. Cái bước cuối cùng đây là các bạn phải cho lửa nhỏ lại, nếu không là nó sẽ cháy đường nhé. Rất là nặng tay rồi. Xên mứt thì ngại nhất là cái công đoạn gần cuối này các bạn này. Khi mà các bạn xên nó sẽ hơi nặng tay một chút. Đó, nhưng mà nó chỉ mất tầm 1 đến 2 phút thôi. Đó, bắt đầu được đường rồi này các bạn ơi. Đó,
mình chỉ cần công tác làm khô thôi. Wow, qua cái thời gian nặng tay rồi. Đấy, khi mà nó bắt đầu khô như thế này, các bạn hãy giảm nhỏ lửa xuống nha. Nhỏ lửa xuống một chút ạ. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đảo thêm cho mình 2 phút. Sau khi mà các bạn đảo cho mình được 2 phút nữa rồi thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ cái phần dừa nó đã khô như thế này. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Đây, mình kiểm tra xem nào. À, cái này mình hơi ướt một chút. Cái nào mà các bạn thấy nó ướt ướt cái là các bạn phải đảo ngay với đường để cho nó khô thì chúng ta sẽ bảo quản được lâu hơn. Tiên thì các bạn sẽ để lửa lớn cho mình để cho nó bốc hết cái phần hơi nước. Sau khi mà bốc hết cái phần hơi nước rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xem tiếp nha. Sau khi mà các bạn xem cho mình như thế này rồi thì các bạn sẽ cho lửa nhỏ lại nhá và xem làm sao để cho cái dừa nó khô. Mùi thì cực kỳ thơm luôn. Sau khi mà các bạn thấy nó khô như này rồi thì các bạn sẽ đảo thêm cho mình 2 phút nhé. Sau 2 phút nữa thì mình sẽ tắt bếp để cho nó khô và các bạn sẽ bảo quản được lâu hơn. Mùi lá nếp rất là thơm, lá nếp hay người ta còn gọi là lá dứa đấy các bạn, rất là thơm. Đây là phần thứ ba. Mình cho cái đường này lên cho nó đẹp. Đây là toàn bộ cái phần thành phẩm. Và các bạn nhìn này, khi mà các bạn làm bằng khi các bạn làm cái phần mứt dừa bằng dừa non thì các bạn sẽ thấy là cái phần dừa rất là mềm như thế này. Và các bạn có thể cuốn được hoa nữa này. Các bạn thấy không ạ? Hoa rất là dẻo, rất là mềm luôn. Đó. Các bạn ơi, toàn bộ thành phẩm của món mứt dừa đây ạ. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái món mứt dừa truyền thống này các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy thích video này, các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình các bạn nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video mới nhất của mình các bạn nhé.